của trẻ và đọc đúng tên khoa học. Trẻ em của chúng ta chưa có nhiều cơ hội được cha mẹ nói với các em về những cái kiến thức về cơ thể mình, về giới tính, về giới và đặc biệt là những cái hiểu biết về xâm hại tình dục trẻ em. Nó sẽ giúp cho em biết được thêm những thông tin về việc phòng chống, nhưng không kiểu tỏ ra quá xa lạ với người khác ấy. Khi tham gia buổi tập huấn này, em đã tìm được rất nhiều kỹ năng sống của bản thân mình trong trường hợp sẽ bị xâm hại tình dục ạ. Qua cái phần trả lời của các con thì có thể thấy là cũng rất nhiều con là cũng có thể là trong quá trình học tập các con cũng chưa để ý, hoặc là có thể các con nghĩ rằng là mình không phải là trong cái phạm vi cái đối tượng đó, cho nên các con cũng nhiều câu trả lời nó mang tính chất là còn chưa thật là hiểu biết rõ.